Đây các bạn, đây là cái TV CRT. Và hiện nay thì nhiều bạn nhặt hay là mua phế liệu về để mà độ chế. Nhưng mà chúng ta không biết cách để tháo TV đây ra thì nó rất là nguy hiểm. Nên mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn là cách để khử cái dòng cao áp, để khử cái tích điện để khỏi bị giật. Nguy hiểm là chết người nha mọi người. Đây ở đây á, là trên cái tivi CRT này nó có hai cái chỗ nguy hiểm các bạn. Một là nó tích điện ở tụ 400V này. Nếu mà các bạn nhặt tivi mà nó không không chạy á thì tích điện ở nó không có xả tụ được, thì khi mà các bạn đụng vào đây nó sẽ bị giật. Thứ hai nữa là cái vùng cao áp. Vùng cao áp này thì có thể điện của nó lên là vượt mức 10 16 kV nha mọi người, là có thể gây chết người. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xả cái điện tụ 400V trước. Thì để xả cái tụ điện này thì các bạn dùng cái bóng đèn dây tóc nha mọi người. Đây đây là bóng đèn dây tóc 75W, mình bỏ vào cái bóng đèn led này để cho nó khỏi bể, để nó giữ. Mình dùng hai cái đầu này để chập vào cái điểm cộng và điểm trừ của cái tụ 400V. Đây mình sẽ kéo ra cho mọi người xem nha. Đó, khu vực bộ nguồn này nè mọi người. Thì khi mà tivi nó để hư, nó không có chạy thì nó sẽ không có xả điện được. Thì khi mình cắm điện vào thì nó sẽ tích điện ở cái tụ 400V. Khi mà mình vô tình mình đụng vào cái khu vực đó thì nó sẽ giật. Nó giật rất là mạnh nha mọi người. Mình sẽ tháo ra nữa. Còn để xả cái điện ở cao áp ra thì mọi người dùng một đoạn dây vừa tầm thôi, từ cái núm cao áp cho tới cái mast của cái tivi ha. Thì các bạn nên dùng cái đoạn dây mà không có bị hở ở trên cái dây này nha. Nếu mà nó hở thì bạn cũng sẽ bị giật, tại vì cái điện dây này nó phóng tới 16 kV. Khi mà cái vỏ cách điện nó không an toàn thì nó sẽ phóng điện ra, bạn sẽ bị giật. Nên là kiểm tra an toàn cái dây là phải an toàn nha. Mình sẽ móc vào cái tụ mát này đây. Đó, mình sẽ móc vào cái mát đó, và một đầu mình sẽ đút vào cái núm cao áp. Các bạn nghe cái tóc, tức là nó để xả điện ra ha. Vậy là mình đã xả cái núm cao áp ra an toàn. Tiếp theo mình sẽ rút cái gió này lại ha, cái đuôi đèn. Thì các bạn hết sức là cẩn thận, tại vì sẽ dễ gây nổ. Và trong cái đèn này nó có một cái lượng khí nitơ. Mình rút nhẹ nhàng đây nè.
Rồi để phá cái đèn này á, mọi người dùng cái búa hoặc là cái gì đó hoặc nặng đẩy nhẹ ở vị trí này thì nó sẽ có một cái tiếng xì hơi ra, đó là cái khí nó thoát ra ngoài. Mọi người mình không được đập vào trong đó nha, đập trực tiếp vào nó sẽ nổ. Rồi tiếp theo là cái đèn hình, nếu mà các bạn nào muốn dùng cái này để độ chế hồ cá đồ này kia thứ thì các bạn cần phá vỡ cái đuôi này ra, là dùng cái máy cắt, các bạn gắn cái lưỡi cắt đá đó, các bạn lưỡi cắt đá gắn ở máy cắt bàn, mọi người làm bên xây dựng mọi người biết lưỡi cắt đá để cắt, và các bạn cho nước vào ha, cho nước vào, nếu không có thì nó sẽ nứt, nó nóng khi mà lửa cắt bắn mạnh vào thì một đường thì cái này là thủy tinh là nó sẽ nóng, nó sẽ nứt rạn ra, nó không theo một cái đường cắt giống như mình mong muốn ha. Đây là cái khu vực bị giật này mọi người, đây là cái tụ 400V, mọi người dùng cái bóng đèn cái tóc á chập vào hai cái đầu này nè để mình xả nó ra. Nhưng mà bây giờ tình hình nó khác. Về các cái linh kiện ở trên cái mạch này thì mọi người tận dụng được rất là nhiều ha, như là cái bộ nguồn nè, nguồn này thì mọi người dùng khoanh vùng ra cắt để xử lấy cái bộ nguồn. Rồi bên này là cái IC công suất để mình độ chế âm thanh ha. Rồi công tắc, relê, rồi diode rất là nhiều, điện trở. Thì mọi người có nhu cầu gì thì trên này thì mình đi mua thì cũng rất là nhiều tiền. Và cái cục lai bát này, cục lai cao áp này nè, chế nhiều cái cũng hay lắm các bạn. Ít hôm nữa mình sẽ ra cái video về cái mình sẽ chế cái cục lai bát này cho mọi người xem. Và bây giờ mình sẽ đi rửa nè, dơ quá. Tiếp theo mình sẽ tháo lấy hai cái loa TV này, hai loa hay lắm các bạn. Đẹp không? Đẹp các bạn. Thì mình sẽ tháo, mình lấy cái giót này.